Theo thông lệ từ nhiều năm nay, vào quý 1 hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều công bố báo cáo về tình hình nhân quyền trên thế giới. Năm nay, khi mà cả thế giới đang gồng mình chống đại dịch COVID-19, thì bản báo cáo đầy kẻ cả nhưng cũng rất ngô nghê này vẫn được đưa ra theo đúng kế hoạch. Và cũng như mọi năm, các tác giả dựng lên bản báo cáo này vẫn thiển cận và áp đặt những tiêu chuẩn nhân quyền kiểu Mỹ. Trong phần nói về Việt Nam, báo cáo này tiếp tục đưa ra cái nhìn thiếu khách quan, lệch lạc về một số vấn đề, trong đó có vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Việc làm này không chỉ đi ngược với thực tế mà còn đi ngược lại với những nỗ lực trong xây dựng quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Những kết quả mà Việt Nam đã và đang làm được trong phòng chống dịch COVID-19 và thực tiễn ở Việt Nam thời gian qua tiếp tục phản bác lại những luận điệu sai sự thật về nhân quyền mà bản báo cáo đã đề cập. Ngay mở đầu, bản báo cáo về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết rằng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là một nhà nước độc tài, được cai trị bởi một đảng duy nhất. Rằng cuộc bầu cử quốc hội gần đây nhất vào năm 2016 không có tự do và công bằng. Rồi cái mà báo cáo này cho rằng Việt Nam vi phạm nhân quyền là việc Việt Nam xử lý vi phạm đối với những người có quan điểm trái ngược. Chúng ta khẳng định rằng, với thực tế khách quan đang diễn ra tại nước ta, thì đây là sự nhìn nhận thiếu khách quan. Không chỉ thể hiện sự thiếu thiện chí trong đánh giá về tình hình thực tế, mà còn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Nhà nước của chúng ta đã xử lý một số cái vụ việc liên quan đến mà cái họ gọi là nhân quyền. Không có nghĩa là Việt Nam vi phạm nhân quyền. Bởi vì khái niệm nhân quyền ấy là một cái khái niệm chung. Còn cái khái niệm nhân quyền trong tính thực tiễn của nó ấy là tùy theo những cái quy định của pháp luật của mỗi quốc gia. Đây là một cái cách nhìn mà tôi cho rằng là nó rất là ông lớn, rất là đứng theo cái kiểu thiếu tôn trọng độc lập tự chủ của các quốc gia khác. Suy nghĩ của nó ấy, hoàn toàn là thiếu khách quan, hoàn toàn là mang tính chất chủ quan và động cơ thực sự là không trong sáng. Không cần đưa ra những dẫn chứng khác, mà ngay trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay, cả hệ thống chính trị của Việt Nam đang quyết liệt chống dịch chỉ với mục tiêu duy nhất, đó là đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người dân. Quyền sống, quyền cơ bản, quan trọng nhất của con người luôn được Đảng, Chính phủ đặt lên trên hết. Một đất nước chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, chấp nhận tổn thất để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, thì rõ ràng vấn đề nhân quyền đã luôn được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Nhân quyền phải đứng trên cái lợi ích của cá nhân, nhưng cũng phải đứng trên lợi ích chung của cộng đồng. Cho nên là cái quan điểm về nhân quyền của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID ấy là một cái quan điểm đúng đắn, thiết thực, hiệu quả mà chúng ta đã và đang triển khai. Đề cao cái mạng sống của con người hơn là cái quyền. Bởi vì cái quyền cao nhất của con người là quyền sống. Báo cáo này cũng nêu ra rằng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam là hạn chế tự do ngôn luận. Nhưng thực tế Việt Nam có tới hơn 143 triệu thuê bao điện thoại đã đăng ký, trong khi dân số là hơn 96 triệu người. Lợi dụng môi trường Internet tự do, các phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã đưa những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về chế độ chính trị của Việt Nam, mà gần đây nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận. Và tất nhiên, những người đưa tin không có kiểm chứng thì đều bị xử lý. Ở Việt Nam, tự do nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật. Thế bối cảnh hiện nay chúng ta có một cái sức mạnh đoàn kết rất lớn. Và chính thế lực thù địch họ tạo ra những cái âm mưu sai trái thâm độc mà không thực hiện được. Thì vô hình chung chúng ta lại tạo ra một cái sức mạnh đề kháng thêm trong trước con virus và trước cái kẻ thù thâm độc trong cái việc chống phá lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Không phải vô cớ mà Việt Nam lại được bầu vào Hội đồng Nhân quyền, vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là thành viên Hội đồng Pháp luật Quốc tế. Nhân quyền nói riêng, cũng như uy tín của Việt Nam, đã và đang được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Mọi mưu đồ xuyên tạc về vấn đề nhân quyền, những virus độc hại phát tán trên mạng Internet sẽ bị đánh bại, giống như Việt Nam đã và đang từng bước đánh bại dịch COVID-19.